Cơm nóng xương. Hoàng quá. Thơm phức luôn á. Quá trời đồ ăn. Đói bụng rồi. Ngon nha. Và bây giờ mình vừa đi giặt đồ xong và mình ăn nha. Đây là một cái hẻm. We try street food. Yeah. À, ngon chưa? Của mình là cơm sườn ba rọi. Của anh Lũy là cơm sườn trứng, nước mắm. Ngon quá, ăn thôi. Mời cả nhà ăn chung nha. À, gửi nha. Có ai còn nhớ khách sạn này không? Mấy năm về trước á, cả nhà mình tới đây ở một đêm free nè. Rồi buổi sáng ăn buffet free á, Windsor Plaza Hotel. Hồi đó mấy năm trước đi với ba á, công ty du lịch nó tặng cho mình một đêm ở đây nè. Còn nhớ không mọi người? Bây giờ mình sẽ đi tham quan nhé. Giờ mình đi vô chợ An Đông nha. An Đông Plaza, walking through here nè. Nông bộ chợ An Đông. Vô tầng ơi. 100 ngàn thôi. Đông. Chợ An Đông khác ngày xưa lắm rồi. Nhiều đồ quá, đi một vòng chóng mặt luôn á. Ngon ha. Đi đâu? Chôm chôm nè. Giờ đang kiếm măng cục đây. Kiếm măng cục đây. À, dập với tù thầy coi. Chùa Thiên Mụ xin dậu à. Thế măng cục nè. Đi. Đi nãy giờ bây giờ mới kiếm được là nơi người ta bán chè, bán xôi, bán nước, bán bò này kia. Nhớ hồi xưa đi với ba với Che Ngọc có nhiều lắm, người ta bán đồ ăn vậy nè, bây giờ mới kiếm được. Hai đứa đi rồi. Tôm khô nè, đậu nè. Còn chưa? Chỉ đó à. Nước sấy. Đây nè. Mắm này kia nè. Mua gì anh chị? Dạ, coi thử có cái gì. Chị mua gì không chị? Thấy không? Chỉ đó. Wasabi. Chỗ nó đi cái wasabi nữa kìa. Ngon quá. Và tôm khô quá trời luôn. Còn mực và hủ tỏ nghĩ đâu có bưng về nước Úc được, bưng mất công lắm. Lỏ phán hơi hủ mà phàn ít kia thôi. Fish nè, còn lắm. Nó có dứa không cô? Cả nó bưng lên ok. Chào mừng chị.
Dạ. Ủa đây này livestream đẹp lắm chị. Livestream. Dạ. Thế mà giảm cái từ livestream xin liền. Vui ha. Coi mình tưởng mình livestream. Rồi đi water, đi dẫm về. Mình sắm cỏ, màu dầu cỏ. Cái gì đây? Áo dài nè. Cái gì vậy đây? Thu giải. Áo dài may gấp 3 tiếng nhảy. Áo dài đi chị. Dạ. Có hai. Oh my god. Đó chị xem. Thế đấy mà đây đây something like this you know. Ừ. Một kim dành. Quê guốc nữa. Kẹp nè. Có là đi mày đủ bắp, ha. À. Để được con góc nha, nạp qua. À. Bắp với gà mà hai cái ha. Hấp dẫn nha. Thấy cái phèo đó thì mình không có quen. Sáng nay mua về. Đây. Cảm ơn. Dạ con. The whole body. Ăn thôi. Đây là xôi bắp nè. Còn đây là xôi gà. Ăn thôi. Mời cả nhà ăn chung nha. Xôi bắp, xôi gà. Ở đây là Wing Club on Sài Gòn gì? Sài Gòn Center. Ăn nha. Lúc nãy là tụi mình đang ở chợ An Đông. À, đẹp không? Nail nè. Đi Việt Nam ăn hải tì lao người ta tặng làm nail chớp chớp này. Vui lắm đi ăn hải tì lao mà nó tặng làm nail. Ăn thôi, mình ở đây relax. Ngày mai chương trình của ngày mai là chúng ta sẽ đi Củ Chi. Đi Củ Chi đi bắn súng nhà. Bắn súng nha. Ok, hẹn good night. Rồi.
cà rem. Đây, cheese. Ngon ạ. Đây là 7-Eleven ở Việt Nam. Để mình đi xem luôn. Chả xanh. Quán. Chú. Chú. What? It broke. Chú. It broke. Oh. And number three, eat.